Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người rút cái đồng vào ngày 31 tháng 10 năm 2020. Mình có một cái video đó hướng dẫn nhận 100 token LIV nha bạn. Một cái chương trình airdrop này các bạn rút tiền về sau 2 tiếng đồng hồ nha bạn. Mình đã rút rồi, nó về chưa được không? 1 tiếng đồng hồ sau nó đã về nha bạn. Để rút tiền được thì các bạn click cái phần link mô tả của mình, các bạn bấm start lên bạn. Bạn lót dự án lại, các bạn balance, các bạn check số cần của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi sau khi các bạn check balance, check số cần của tất cả các bạn nè, rồi tất cả các bạn bấm vào một withdraw nha các bạn, bấm vào withdraw, nó hiện withdraw rồi, nó rồi các bạn bấm vào khoan các bạn. Sau khi bấm vào withdraw rồi xong, nó ra một cái giao diện gì, các bạn bấm vào mục sell wallet nha các bạn. Sau khi sell wallet rồi, các bạn bắt cái địa chỉ ví từ ví chain link của tất cả các bạn nha các bạn, ví chain link mà các bạn gửi cho địa chỉ ví. Rồi sau khi rồi địa chỉ ví nó có kêu lướt captcha thì các bạn lướt captcha nghe đó các bạn. Sau khi lướt captcha xong thì các bạn nó nói là các bạn số dư của mình có được 105 tóc cần LI nè các bạn, địa chỉ của mình nè. Rồi các bạn bước 1 thì các bạn nó kêu các bạn bắt địa chỉ của các bạn nè. Rồi sau khi các bạn bắt địa chỉ của bạn thì bước 2 nó kêu các bạn muốn rút cái đồng tóc cần của bạn, số dư của bạn có bao nhiêu thì bạn điền vào đây nha các bạn. Rồi bước 3 các bạn bấm vào reset airdrop là tóc cần nó sẽ về rút trong vòng hồi giờ chiều giấc này cứ khoảng 9 giờ, khoảng 4 tiếng đồng hồ về nha các bạn. Nói 4 tiếng chứ các bạn rút trong vòng về trong vòng 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. 1 tiếng 2 tiếng nha. Mình đã về được 105 tóc cần Ali nha các bạn. Sau khi những cái tóc cần này mà có list sàn mà giá có khá cao thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn swap nha các bạn. Vậy video mình thông báo cho các bạn đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.